Chiều ngày 29 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ ký giao ước thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành đoàn thể thuộc huyện cùng các đồng chí chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 37 xã thị trấn trong toàn huyện. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên phụ nữ, tăng cường đi cơ sở và tổ chức giao ban tại các xã để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, đã bám sát chương trình công tác năm, sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện triển khai kịp thời và hoàn thành theo đúng tiến độ các cấp hội tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công tác hội và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện phong trào thi đua của hội trên các lĩnh vực tiếp tục được triển khai sâu rộng việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc xây dựng nông thôn mới công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được triển khai có hiệu quả tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, quỹ tim, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế mở rộng nguồn vốn và nâng cao chất lượng và dư nợ cho vay, hỗ trợ hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế với số dư 314,5 tỷ đồng cho 9.873 hộ vay. Trong năm kết nạp mới 710 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 42.829 hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên đạt 90%, Hoạt động hội tiếp tục đi vào chiều sâu, tiếp tục được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương cũng như nguyện vọng của đông đảo hội viên phụ nữ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận thông qua các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các cấp hội phụ nữ huyện nhà trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ đề năm của huyện và của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để lựa chọn một đến hai vấn đề có trọng tâm, trọng điểm trong công tác hội, làm điểm nhấn để triển khai, thực hiện, tránh giàn trải, chung chung quan tâm công tác đào tạo cán bộ nguồn làm tốt công tác chuyển đổi số phát huy đội ngũ báo cáo viên tri hội trưởng phụ nữ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ hội viên để tuyên truyền vận động đặc biệt khi huyện thủy nguyên chuẩn bị sát nhập các đơn vị hành chính khi chuyển đổi lên thành phố kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng cán bộ hội viên có nhiều thành tích đóng góp cho công tác hội quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức thăm tặng quà cho hội viên phụ nữ và chi hội trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của phụ nữ cho 27 cá nhân, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Cũng tại hội nghị, đại diện bốn cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024.